cố gắng trong giờ học chúng mình nghiêm túc, được chưa nhỉ? Nghiêm túc thứ nhất là cái background của chúng mình để nó nào, Phan Kiều Chi để cái hình gì kia, à, ngồi trong nhà vệ sinh học à, Kiều Chi, trừ điểm, không nói nhiều nữa, Kiều Chi đâu, Phan Kiều Chi, 2 điểm nhá, 2 điểm ý thức, trong này ánh sáng nó tốt quá. Phòng em tối quá, phải vào trong này ánh sáng nó tốt thì mới học được cô ạ. Cô phải cộng điểm ý thức cho em chứ. Sao cô lại trừ? Kiều Chi, em chỉnh lại hình chưa? Sao lại vẫn ngồi trong đây kia? À, trong nhà vệ sinh cái gì sáng sủa hơn à? Đây nhà vệ sinh của em thật. Nhưng mà sao có phải là mạng cô bị lỗi không mà sao cái hình của em lại buồn cười này? Chắc là do camera của em. Chị ơi, em ngồi trong đấy học thật à? À chị? Chị? Đâu rồi? Chị đâu rồi? Mặt đi. Camera của em chắc nó bị lồi cô ạ. Thôi đùa chứ. Trước khi cô nhận lớp của em ấy, cô cũng thấy nhiều người nói rồi. Mà là lớp nó hài hước lắm. Nhưng cô không chuẩn bị tinh thần đến mức như này. Tôi tóm lại là cô không biết nhá. Nếu như mà là lỗi tại lỗi technique nhá, cô cứ để em 2 điểm ở đây. Buổi sau mà vẫn không kìa. Không. Ok cô. Không được kìa cô. Em làm nào em nhờ ai sửa thì sửa. Nếu như buổi sau mà không sửa mà vẫn ngồi trong cái nhà vệ sinh này. Mà sao nhà vệ sinh em xịn đấy, có cái nhiều thứ sau lưng đấy. Nếu như mà cái hình này mặt mũi vẫn như thế này, như là trong hoạt hình như này nhá, vẫn tiếp tục điểm 2 nữa, không nói nhiều. Cô đánh dấu vào đây. Thôi, thế để em vào trong phòng em ngồi nhá. Ừ, vào trong phòng ngồi thử xem nào, xem nó có khác không. Vâng, thế để em vào trong phòng em ngồi xong. Cô phải cộng em 2 điểm vì ý thức nhá cô nhá. Cứ vào đi đã, nhá. Phòng em hơi tối một tí nhưng mà cũng được cô ạ. Ừ, thôi được rồi. Rồi, tiếp tục nhá. Cô thấy phòng em đẹp không cô? Ủa? Điều chi à? Sao mà cái hình của em nó cứ như thế nhỉ? Các bạn khác có nhìn thấy hình Kiều Chi giống như cô nhìn không? Chắc là do camera. Phải bình thường mà cô. Mày ấy mày to thế đấy cô ạ. Bộ mày ấy bình thường to thế đấy. Thôi được rồi. Cô sẽ ẩn cái. Thôi được rồi. Cô sẽ ẩn em đi chị ạ. Cô không thể chịu nổi. Cô nhìn. Cô nói thật với em bây giờ mà cô mà nhìn em này cô không dạy rõ được gì luôn. Thôi để cô ẩn đi. Thôi chị hay chị tắt cam đi. Chị tắt cam đi chứ còn các bạn cũng không học được. Với cái cảnh này các bạn cũng không học được. Cô cu tê thế. Được rồi. Xong rồi. Ôi, cô không thể chịu nổi nữa. Khổ thân cô quá. Mất thời gian cô quá các bạn ạ.